Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ đi vào tiếp cái bài luyện tập 5 nhé các em. Chúng ta sẽ đi vào cái phần bài tập trắc nghiệm trước ha. Phần kiến thức cần nhớ thì cô đã ôn rồi, thì hôm nay cô không có nhắc lại nữa. Cô chỉ ôn tiếp bài tập, một số bài tập cho các em thôi. Câu 1, phát biểu nào sau đây về oxy là đúng? Thì chúng ta thấy đáp án thứ nhất, oxy là một kim loại hoạt động rất mạnh, nhất là nhiệt độ cao. Câu này hoàn toàn đúng các em. Câu B, oxy tạo oxit hầu với hầu hết các kim loại. Câu C, oxy không có mùi và vị. Câu D, oxy cần thiết cho sự sống. Thì chúng ta thấy là mẹ chỉ có cái đáp án B là không đúng với oxy. Câu tiếp theo, oxy có lỏng ở nhiệt độ nào? Chúng ta đã học rồi, oxy sẽ có lỏng ở nhiệt độ âm 183 độ C. Vậy thì là chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Câu 3, nguyên liệu điều chế khí oxy trong phòng thí nghiệm. Thì chúng ta thấy có đáp án C là KMNO4, hay là nguyên liệu thông dụng để điều chế khí oxy trong phòng thí nghiệm. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Câu 4, A, B, C, D. Thì chúng ta thấy ở đây là câu D là đáp án chính xác. Câu 5, người ta thu khí oxy bằng cách đâu đẩy không khí là nhờ dựa vào tính chất nào các em? Chúng ta sẽ dựa vào tính chất vật lý, và cụ thể đó là khí oxy nặng hơn không khí thì chúng ta sẽ thu được bằng cách đẩy không khí. Vậy ở đây đáp án chính xác là đáp án B, khí oxy nặng hơn không khí. Câu 6, phản ứng nào dưới đây là phản ứng hóa hợp? Thì chúng ta đã học định nghĩa phản ứng hóa hợp là do nhiều chất hợp lại với nhau để tạo ra một chất. Em hiểu năm nay là như vậy. Thì chúng ta thấy có cái đáp án B, hai chất cho ra một chất là chính xác. Thì đáp án là đáp án B. Chúng ta sang phần 2 la mã là phần bài tập tự luận bài 1. Yêu cầu các em viết phương trình biểu hóa học biểu hiện sự trái của oxy với các đơn chất carbon, phospho, hydro và nhôm. Người ta cho sẵn sản phẩm và đáp án cô cũng cho sẵn đây luôn. Mấy em tự làm và các em đối chiếu lại đáp án của cô ha. Cô có chính xác không ha các em? Tiếp theo, bài tập số 2 là trong phòng thí nghiệm, người ta đun nóng hết 12,25 gram kali permanganate để thu được khí oxy. Câu A yêu cầu mấy em viết phương trình hóa học. Câu B tính thể tích khí oxy thu được ở điều kiện tiêu chuẩn. Thì đây cô cho đáp án luôn. Ở đây đáp án là cô hướng dẫn. Vậy đề bài cho đối với dạng toán này, đề bài cho khối lượng của kali permanganate công thức hóa học là KMNO4. Thì có số gam, mấy em tính được số mol của KMNO4 là ra 0,1 mol. Các em làm ra công thức cho cô luôn ha. Áp dụng công thức nào mà ra được 0,1 mol của kali permanganate, sau đó mấy em viết phương trình hóa học. Mấy em cân bằng xong thì mấy em nhìn vào phương trình đấy, 2 mol KMNO4 thì sẽ cho ra 1 mol khí oxy. Vậy 0,1 mol KMNO4 vậy tạo ra đây bao nhiêu mol khí oxy? Thì chúng ta sử dụng nguyên tắc tâm sức. Thì chúng ta có số mol của khí oxy là 0,05 mol, và mấy em suy ra được thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn là đáp án là 1,12 lít. Thì các em về trình bày chi tiết ra ha. Những cái dạng bài tập này cô đã dạy ở trên lớp ở học kỳ 1 rồi. Và ở học kỳ 2 cái bài tính chất oxy thì chúng ta cũng đã gặp dạng bài tập này rồi. Về các em trình bày lại cho nó chi tiết hơn ấy các em. Rồi vậy chúng ta sẽ kết thúc cái bài luyện tập 5 ở đây. Thay vì ở hôm trước cô dặn mấy em là kiểm tra một tiết, nhưng có sự thay đổi. Ở đây cô cho mấy em kiểm tra 15 phút với 10 câu trắc nghiệm, nhưng cô sẽ lấy cột miệng nha các em. Và cũng đúng một tuần các em, đúng một tuần của cái ngày thứ 6 của tuần sau, các em nộp cái bài kiểm tra 15 phút cho cô ha các em. Bây giờ cô sẽ gửi cái đề cho các em luôn. Đây là cái đề kiểm tra miệng ha, nhưng mà thời gian thì cô để là 15 phút, nhưng mà cô cho sẽ lấy cục miệng cho các em. Mấy em nhớ điền tên trường của mình, họ tên và lớp của mình ha.
Cô cho em là 10 câu trắc nghiệm, 10 điểm tương ứng với một câu là 1 điểm. Câu 1, câu 2, các em nhìn lên màn hình và các em chỉ cần cách làm là mấy em ghi vào tập của mình đó mấy em. Mấy em ghi câu 1 là đáp án gì, câu 2 là đáp án gì thôi, chọn câu đúng nhất thôi. Và sau đó các em chụp đáp án của mình, em gửi qua Zalo của cô nha. Rồi, câu 3, câu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đủ 10 câu nha các em. Các em nhớ nộp đúng ngày cho cô, đúng cái thứ 6 tuần sau các em hãy nộp. Mấy em đừng có nộp trước, sẽ lạc bài của các em ha. Rồi, chào tạm biệt và hẹn các em ở tiết sau.